Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Góc nhìn tuyển thủ của Nàng Chói Chang. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem Khoa thể hiện với con bài Ibanez như thế nào để có thể khiến 5 thành viên của Team Flat đi về nhưng bằng đường hàng không. Trước khi bắt đầu video, hãy dành ra 3 giây bấm like, subscribe và bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video hấp dẫn nào nhé. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu vào video ngay thôi. There's no easy way to grow. Attack the enemy, land. Disappeared. Send in the ballista. Ability one is ready. Time is fair, but also ruthless. Our Slayer lane tower is under attack.
floating and blooming, the circle of nature. Ready.
defeated. Ability one is not ready. Wilting and blooming, the circle of nature. Ability one is not ready. Under attack. Double kill.